mới đến cái lớp này mà đã thích thể hiện. Cái tát này ấy, chỉ là cảnh cáo thôi, không có lần sau. Đại ca thích chị ra bao nhiêu lâu thế? Chẳng lẽ để nó hơn tay trên thế sao? Thấy cô cứ khen nhau cả buổi ấy. Thấy em được.